life. Tiếp theo. Từ 20:31 đến 21:31. Cái đừng giao tôi nhé. Giao to nhất nha các cậu ơi. Chỉ cần to nhất. Chỉ tính trong tương lai tiền nha. Em gọi mình vị trí câu thích hợp để câu cá nha em. Tránh tình trạng câu ngoài không lai chim nha. Làm sao cho chủ nhà nha mọi người. Cá gần rau đâu. Chưa ai top 1. Cố lên. Không nhé. Cứ to nhất là được. Yeah. 15 cm. Ai vậy?
K-Bot, K-Bot tắt pin chụp hình nha. Qua đây chụp hình. Qua chụp hình lẹ anh em ơi. Qua chụp hình kìa. Qua kia chụp ảnh kìa. Quay chụp hình, chụp hình, lên đây, lên đây. Đứng ngay vô. Ok. Tí top 1 thì bot lao gh in. Kết bạn gửi thẻ. Lên cửa. Qua kia chụp hình. Quá đồng giải. Qua kia chụp hình đi. Qua kia chụp hình đi. Qua kia chụp hình. Qua lâu rồi. Xin chụp đi. Qua kia kìa. Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Bấm khoe. Một em. Ok. Ông kia đâu? Lên nhanh. Khoe đi. Ok. À cái này là sự kiện câu cá găng đao các bạn. Thêm một cái câu cá găng đao nữa. Nãy giờ to nhất là bao nhiêu rồi ta? À ok. Chưa xong nha bạn, Lily 96 rồi, chưa xong. We'll be right back.
Hài hước quá, hài hước quá. Lên 28 là tốt một rồi anh em. Hey, 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 cố lên. Đang thu giải. Thả sao đi các bạn ơi. Mọi người thả sao cho mình đi. Mọi người thả sao đi. Chưa ai lên nữa. Ok, mình chấp nhận rồi các bạn ơi. Trong lỡ trứng không gặp luôn ta. Qua kia chụp hình. Ok. 20:52. Ok. Bạn qua bot. Chết bạn nhé. Thì gì hết rồi.
chúc mừng. Tập 1. Em kết bạn đi. Ok. Các bạn muốn con gì? Tiếp theo.